Dạ, mặt tiền đường số 16, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cách chợ chỉ 1m và 11m trước 2 lầu. Giá chỉ có 6 tỷ rưỡi, đã giảm 1 tỷ so. Dạ, nhà đất Bình Tân xin kính chào quý khách. Hiện tại bên em đang di chuyển từ đường Lê Văn Quế tới ngã ba Gò Xoài và Lê Văn Quế. Mình quẹo vào con đường Gò Xoài để tham quan một căn nhà mặt tiền nằm trên đường số 16, nó cách ngã tư Gò Xoài và đường số 16 khoảng 50m thôi. Từ vị trí căn nhà này mình đi ra khu Lê Văn Quế và Gò Xoài lúc nãy chỉ tầm 200m. Và đây là con đường Gò Xoài, nó nối liền từ khu vực Lê Văn Quế sang Tân Kỳ, Tân Quý của quận Tân Phú. Quý khách thấy được con đường này nó rất là đẹp, tương đối là đông đúc và sầm uất. Hai bên đường người ta buôn bán và mở nhiều cái dịch vụ, rất là nhiều. Căn nhà mà bên em giới thiệu đến quý khách là nằm trên mặt tiền đường số 16, có giá là 6 tỷ rưỡi, đã giảm 1 tỷ so với giá khởi điểm ban đầu. Và diện tích thì rất là đẹp luôn, ngang 11m, dài 11m, mình đúc tới 2 lầu. Mà giá chỉ có 6 tỷ rưỡi thôi, mình cách Tân Phú chỉ có 1km. Và mình đi ra khu vực hồ sinh thái và đường số 4 của khu vực Tân Phú thì chỉ có vài trăm mét thôi. Từ đây mình đi Aon Tân Phú thì khoảng tầm 5 phút trở lại. Từ vị trí căn nhà mà mình đi ra chợ cũng chỉ có 50m, vị trí cực kỳ đẹp, diện tích đẹp, giá tốt. Và bây giờ thì bên em đang đến cái ngã tư của đường số 16 và đường Gò Xoài. Ngay tại khu vực này thì mình có cái chợ buôn bán kinh doanh rất là nhiều mặt hàng. Hướng này là mình đi về Mã Lò. Và hướng này là mình đi ra đường số 4 khu hồ sinh thái của quận Tân Phú. Con đường số 16 là con đường nối từ Mã Lò sang hồ sinh thái đường số 4 của khu vực Tân Phú. Quý khách thấy được cái con đường số 16 này nó rất là đẹp. Đường nhựa 12m, vỉa hè hai bên 2m và buôn bán rất là nhiều mặt hàng. Dạ bây giờ bên em đã tới cái vị trí căn nhà của mình rồi. Kế bên căn nhà mình là có một cái cửa hàng bách hóa xanh rất là lớn. Và ở phía trước là căn nhà bên em giới thiệu đến quý khách với diện tích ngang 11 và 11, mình đúc 2 lầu. Giá chỉ có 6 tỷ rưỡi còn thương lượng. Khu vực xung quanh mình mở nhiều văn phòng công ty. Hiện tại nhà mình đang cho thuê với giá rất là cao. Mình có cái con đường ở bên hông, nó là con đường chứ không phải là con hẻm, nó là đường số 1. Con đường này nó nối từ khu vực đường số 16 này cũng ra đường số 4 khu hồ sinh thái của quận Tân Phú. Nhà vị trí rất là đẹp, sổ hồng riêng đầy đủ, mình mua có thể ra công chứng liền trong ngày. Ngân hàng hỗ trợ mình vay trên 80% giá trị căn nhà, giá chỉ có 6 tỷ rưỡi thôi, hướng Đông Nam. Quý khách tham quan căn nhà này vui lòng kết nối với số hotline để trên màn hình để được tư vấn và gửi sổ cũng như về pháp lý một cách chi tiết. Quý khách đi tham quan thực tế căn nhà này và có thể làm việc trực tiếp với chính chủ. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những cái thông tin mới nhất mà bên em cung cấp trên cái kênh YouTube của mình. Cảm ơn quý khách. Xin kính chào và hẹn gặp lại.